Thưa bên ông, con xin ca chứ đựng mũ xin đại hẳn sàn cháy dự sao tiểu thoại xin đề văn hóa văn nghệ hong bên ông hẳn sàn cháy xin mời lại chúng đại căn mời chứ đựng mũ hong hẳn sàn cháy xin đời lạ tiêu biểu nâng mũ hỏi tăng mũ trộn dình mũ sọ công mũ long mấu mũ cục nà chứ đựng mũ đại diện đời đại xin đề văn hóa hong bên ông xin theo cứu lấn lành săn tùng càng bồn tôm sọ thảm hân hãy thiện mong tắng hẳn đức nguyện hong thân cục công. Tên mà cháu bay mú, tà han xì, nè ngấm, đời ăn lăm, đời cằn, si nàng dư đời si đẹp hơn nghìn sao bấy qua khải lấy si hơn, lùn đài dư thòi. Còn hờn săn cháy, cằn si ăn hòn đáng giỏ lân, hòn chật sụp lau, si lấy ngun, tiêu truyền thòi, sao tỏ phẹ. Hơn săn cháy dầu bán mãn hóa sa đại phú viên dân dương lánh tuyên quang. Xì đẹp quăng quăng cho bán mưng, lò kèm cho tèo lấy nùm lầy. Hơn săn cháy lùn cục làn dầu cho mết tôm linh tá khảy lây, mấy pu lây nẳng cây đáy. Xin ná tá xì hà nào, chá ông tài nè kén ong tên ấy tiêu lập bán, sao cục đáy xì đẹp. Cua cải lênh săn cái lời đáng đời hèn tranh tá cháu giá trị văn hóa mắn nè ta hốn ăn tân anh hãy bàn mưng hởn săn cháy luôn bày nem cón bàn mưng nằng lụp lại ăn hó. Người Cao Lan ở Tuyên Quang là một nhánh trong dân tộc Sán Chay. Hơn săn cháy thì rất nhánh đài sục hơn săn cháy đài căn mày hơn săn trí sau hơn săn chay hơn săn cháy lao phân lại xì đẹp dâu làm vìn Sơn Dương Yên Sơn Hàm Yên sau thành phố Tuyên Quang hơn săn cháy xưa mày khay pinung chật sục nơi hơn dân tây lôi đài cháu pinung chật sục nơi hơn dâu lánh Tuyên Quang sau đẹp dâu phân lại dâu cho tên vừa mày toàn tầm mấy lang tiêu ngơi hải công với cù kìn. Xì tá công vị cục kín đời, hơn săn cháy lau nè tao hớn là hình thức sinh hoạt đời, độc đáo. Ta nấy nè tao hớn bản sắc văn hóa, đời cằn mây cháu bài mú hàn xì, thấn có lê hồi, sao xì đẹp, hoàng bình hùng. Mây nơi dung bánh đai, ăn tổng khlâm, bầy nem, ốc len cục vịt, hoàng bình hùng, còn bồn tôm, xì đẹp cục kên, càng lân ăn hèn phốc, hoàng cháu lan hơn. Còn ăn bài múa đôi hen mẩy ban thiếu hút. Người Cao Lan ở Tuyên Quang thì có đời sống tinh thần văn hóa thì rất là phong phú. Và nổi bật lên là có hơn săn cháy dốc lánh Tuyên Quang sư mầy si đẹp thành săn cái loài si đôi hen đáng cáng si mầy cháu bay hạn sinh ca sao cháu bay mù hẳn si qua lúc công đáy hen đáy thên bày cô vệ dâu lại bản mưng hơn săn cháy dâu lại bán nưng dâu Yên Sơn Hàm Yên cầu đáy thên lánh Tuyên Quang hồng lau hơn săn cháy si mẩy si đẹp lành săn si tỏ tay lần cháu bái múa hạn sinh ca cháu bái hạn sinh ca si để hát theo lấy lính mà si mẩy nội dung tỏ tay sau múa si đừng cặn si tá cháu nghi lè hàn si hàn nâu sau múa để cống với hàng nghìn si mẩy lại ăn trông tỏ tay si mẩy lại bài múa đấy bằng nhạc đấy si ăn nhạc mẩy hòn hơn săn cháy ta hát si phổ biến của người Cao Lan. Tùng gian bán mưng
dâu khôn plang hong tuyên quang, cháu bài múa hong hờn săn cháy, xì ve hớn cho ăn văn vá đơi hen, cáng lân quan niệm tá ăn xì, lân thế giới quan, ăn lầm. Còn hong bạc cháu bài múa, đáy phe bàn lòng nhóm dọ, hơn săn cháy xì đàng bảo tồn cho kho tàng di sản đời hèn. Múa đầy nghi lẻ bẹt, sau múa đầy văn nghệ lấn cón sinh ca. Múa dân gian của người Cao Lan được phân chia thành hai. Múa hàn xì ông hồn săn cháy sẽ để phe cục bàn long, xì bàn long nuôi dùng cạc, xì múa đấy lúc công tài bẹt, cục lẻ hay múa đấy công vịt hàng nghìn. Sư long ăn hình thức biểu diễn đấy, xì đáy, hỏi ọc múa, lông kép tỏ sau, sau múa, đài sinh hoạt tín ngưỡng. Bẹt, sư cháu bay múa nấy, sĩ đại cháu hơn cục say, hay đào tràng, sĩ cháu hơn cục tín ngưỡng, đại sĩ điệp hàng nghìn. Say ca múa, cháu bay múa, sĩ cáng lân động tác hòng lành săn, lộc công tới bẹt lẹ. Đài nền văn hóa, đôi hen hong ổn săn cháy, do thánh tuyên quang. Mú, đầy nghỉ lẹ, mấy đôi xây cháu hình thức nghệ thuật, mà nàng xây phân, mấy siêu đái đầy, nghỉ thức, làm lành. Hái thên dọ, ăn thăm canh, sau liên kết, còn lành sàn. Cháu bài mú nấy, xây tèo kiều lấn, tung càng tù hơn, sao cháu vơi lành sàn. Tùng càng bôn tôm, hàn xì, bây nhung, còn bản mưng. Múa dân gian của người Cao Lan được xuất phát múa từ tán xì hồn săn rất là lâu đời, cá, những cái bài hà cầu đầu, cho làng bản, cho bài múa cầu mùa màng mừng, tốt tươi này, hoặc là có công việc, mô, các điệu múa đó mô phỏng cho bài múa, những cái hoạt động vực, lệnh, tâm linh lệ, liên quan đến liên quan việc thực hành nghi lễ. Với căn trở bài múa các điệu múa luôn gắn liền với cuộc sống của đồng bào. Đại cháu nghi lèng hồn săn cháy rất tuyên quang, sẽ dắt phân hòn di sản văn hóa. Xì lành vần, hòn lại bụi, lè tế, xì tên giao toa tung càng truyền thống, đùi mọ. Xì tung càng bây nung còn sâu hồi, xì ăn lành manh thành săn, tiêu dắt bây nung, xì xài cá hào cón, dư sau quậy. Phong tục tập quán của người Cao Lan đây phong tục hàn xì ông hồn săn cháy lâu sư tá hàn xì lên lúc nấy sư cháu hơn kẻ dư thòi sư đời cháu vui lành sàn bắn hò tai xì bẹt mày cháu lanh sàn sư tây dân dâng lẻ xì bình cháu bài mú bảnh tinh song tinh tàng sinh nhạc tiêu liêu khai phân đạo tràng vừa tóc lây vừa đáy mú mú văn nghệ hong hồn săn cháy. Sĩ đáy cục đời dịp lè hồi, đám ao lưu, hai công vực tranh. Lại hơn múa, tắn bu con đời, lòn. Sau xoay ca háo con dắt mây nhạc. Dắt bắt giang tên giang mây, mấy chị cáng lươn ăn đời, mang si đời căn, cáng lươn si điệp, văn hóa. Cháu bài múa đôi hèn, nè lâu hút. Si cáng lươn công vực hăng nghìn, công vực cu kênh. Hòn có lân hàn xì. Mú văn nghệ, sầu sinh ca, xì ăn vịt, tiêu, cây văn hóa, dây hạc hải thác hồn nóm, sóc bảo tồn dư hàn xì. Nấy xin lúc công tiêu bản mưng, sai ca họp, tỏ phe ăn mẩy pân, dư đáy công vịt đoàn kết bản mưng. Qua cháu buổi biểu diễn, hơn săn cháy, phan hải thên dọ văn hóa, hải thên dọ ăn tổng lâm, sao tự hào triệt sục. Mú văn nghệ, lấn cón hạn sinh ca hong ngược săn cháy. Si ăn biểu tượng, hong lẻng đếp văn hóa. Si tèo kiêu lấn tung càng, hạn si hàn nao lân xỉn nấy. Tung càng bán mưng. Nấy si ăn nghệ thuật, cáng thoi, đơi. Sau cáng dọ lấn bản sắc, hong triệt sục nào.
Bây giờ thì sân khấu hóa rồi thì cũng lúc đấy cũng được kinh sân khấu hóa đời sư cháu bay múa để biểu diễn, biểu diễn tất lần cả cháu các vui diễn lộc nấy cuộc diễn rồi nghi thì bây giờ này, trong nghi lễ nào lưu trong đám cưới hoặc là trong thai, đám phục vụ chay biểu diễn cho phục vụ cho bà con. Đài văn hóa Hoa Nguyễn Sàn Cháy. Nhạc xanh mấy đuôi gì ăn nhạc, mà nàng gì ăn biểu tượng phênh xanh. Màn tần linh còn xinh đẹp khảm lành, sau công vích văn hóa học sở hồi. Đấy giấy dung vạn, đời lại nghỉ lè khảm lành. Sau cháu hơn bàn, mấy xíu đáy, đời lại bài mú 2000 hồi. Còn xanh xây đài canh, xì ao lân đầy, ăn mấy ban, ăn lần kết bản mừng. Đời chống nghìn hồi, ăn nhạc si ăn lâu hút bên đồ nhân mặn hào bùi lẹ. Còn si đáy cúc đòi lại bài nừng mú nhấp lau, mú sắc công, mú làm nguyên, sau mú hỏi lần. Cháu bay mú nấy, si hải thên, mày cháu hơn đáy băng nhạc si bàn đơi hen, lâu hút hơn bên đồng. Ăn nhạc nấy, mấy đôi si ăn nhạc, nàng si ăn hòn giỏ thêm lịch sử văn hóa ở Sàn Cháy. Linh hồng nhạc mấy đuôi xịt bên cây, mà năng đài căn hào si sẵn đại dư thoại, bay theo cho căm có lân hàn xì, hồng rất sục hơn mây bản sắc đáng tự hào. Trống sành không chỉ là một nhạc cụ. Ăn nhạc đấy mấy đuôi xịt ăn nhạc hồng hợp Sàn Cháy, mà năng si ăn đáng quay lình linh. Sì nơi đáy xanh dung, lúc công tay đòi còn hớn xưa bán xì mẩy vịt. Tệ sư dầu đòi lan say, đàng rơi hái lức say, mấy sư làn lây mẩy cổng vịt. Ăn còn sư tèo kiều trấn tung càng cho bay múa sau vịt cục nghỉ lẹ. Đời mù lẻ hồi hai đời sư điệp hoang nghìn, hờn săn cháy, đẹp dâu lây xin nương căn. Tài si lùn bay theo cho hôn kẹ, cục đôi thêm bón cây văn hóa chỉ sụp lau. Tài si đời thinh nghi, đời hèn đầy văn giang tên. Cháu bay mú hàn xì, nè cục đôi thêm ăn bày về văn hóa. Sau cục đôi hãy cho ăn mong tắng, lên hảo thanh săn tồng lâm hòn sâu hùi. Tiêu dư mắn hơn, hãy sọc lầy. Chành ta ăn lâm ta bánh đai, đáy lan tỏa vạt. Sao tài si nàng dư thoi, sao truyền thoi bản sắc văn hóa, hòng chỉ sục lau, lần khăng khải lấy si.